Mẹ cơ bắp giống bố để mẹ là con trai à? Mẹ là con gái thì phải phải mảnh mai. Có ngày cân gái nhưng vẫn có cơ bắp mà. Đúng. Mẹ không thích, không thích có cơ bắp. Xấu không? Con gái mà có cơ bắp thì xấu. Con trai có cơ bắp thì là con gái có cơ bắp là xấu. Đẹp. Tùng rửa gì lâu ấy Tùng ơi. Tôi đã hoàn thành con chim. Ăn đi, ăn cơm đi. Đúng rồi. Ui, vẫn còn bò. Ừ, sáng nay con hai đứa ngủ dậy thấy. Ui giời, thằng này trong qua ngủ muộn. Em gọi em mãi nó như kiểu mất ấy. Thế xong là em bảo đồ chơi về đấy này. Tỉnh như sao. Này gọi tỉnh. Hôm qua chắc là mãi bố mẹ đi mãi mới ngủ được phải không? Thật Tùng nó chạy sang không thể bố bật tên mình. Thế nó gọi không dậy. Con gọi em không dậy một tí xong con lại ngủ luôn. Vãi, mày gọi em dậy xong rồi em nó thức cùng à? Mày nhường hấp. Lúc con đang ngủ dở thì anh Tùng cứ gọi con. Con sang phòng bố con gọi bố mẹ à? Không, con tại sang nghi ngờ. Lúc con đi xem phim đúng không? Bố mẹ đi lấy đồ đồ chơi con mà. Nhớ với bạn này trong con đi. Dạ. Yeah. Đi sang nhà bạn chơi. Bạn nào? Đi mà lại đi sang. Cho con đi với. Thôi, nhà bạn Đức An Mai sang sinh nhật cho gì nữa. Cho con đi với. Ăn nhanh lên. Con đi con bố với nha. Con đi với nha. Không được, bởi vì mai có phải cũng bạn không nó mong ngủ, không nhớ như là Danh Thái. Thôi. Đúng. Bạn thứ 6 cơ mà. Đúng mẹ. Thứ 6 mẹ ấy mà. Mẹ đưa không, mẹ đưa không. Tôi mới từng thứ 6 mới đi mà. Đi đâu? Với ăn đi, ăn nhanh thì tao cho đi. Thứ 6 mới sinh nhật. Ăn nhanh thì đi. Nhận nhau quá. Con đẹp trai đấy. Đẹp không ạ? Xu mùa. Cha con. Con mùa đấy. Ôi lúc đó con thấy mặt nó có như này đâu nhỉ? Ở trên cái này mẹ dùng mẹ đánh phấn. Mẹ. Con. Phấn nước lắm, con vừa cho ít là phòng mà bốc.